Sacos, wherever you go. Sacos, thương hiệu vali, ba lô, túi xách cao cấp từ Mỹ. Và hiện tại thì trên tay của các bạn đang cầm một phong bì, tuy nhiên là các bạn không được mở ra, và đến lượt thi của ai thì người đó mới được mở phong bì ra các bạn nhé. Đầu tiên xin mời Ngọc Thanh Tâm, và 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Ủa này khó nha. Năm giây cuối cùng. Và xin mời đáp án của Tâm. Em đoán là ngọt lừ, không biết phải không? Ngọt lừ. Và câu mở đầu trong câu chuyện của Vi đó là Minh rất yêu động vật. Ngoài yêu động vật, Minh cũng rất yêu những món ăn ngọt lừ. Tiếp theo xin mời Hoàng Việt. 20 giây bắt đầu. Năm giây cuối cùng. Xin mời đáp án. Dạ, từ của em là ca sĩ. Xin mời bạn nói tiếp câu chuyện của Ngọc Thanh Tâm. Bên cạnh đó, Minh có sở thích là được gặp ca sĩ thần tượng của mình. Xin mời Hạnh Thư. Dạ, đây là từ của em. 20 giây của bạn bắt đầu. Năm giây cuối cùng. Xin mời đáp án. Dạ, từ của em là từ ngoan ngoãn. Và xin mời bạn nối tiếp câu chuyện của Hoàng Việt. Và nối tiếp câu chuyện của Hoàng Việt đó là mặc dù có niềm đam mê trở thành ca sĩ, nhưng do Minh là người ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ từ bé, nên Minh đã quyết định theo học nghề bác sĩ. Xin mời anh Đạt. 20 giây dành cho anh bắt đầu. Rồi. Và 5 giây cuối cùng. Lắp bắp. Lắp bắp. Và nối tiếp câu chuyện học ngành bác sĩ. Nhưng dù sao đi nữa, Minh vẫn thích ca hát và tập tành làm ca sĩ. Nhưng khi đứng hát, Minh rất là run sợ và lắp bắp, nên quyết định mình chỉ yêu động vật, thích ăn ngọt lừ và chú tâm học hành để trở thành bác sĩ tương lai. Ôi, xuất sắc quá anh ơi. Trong lượt thi đầu tiên này, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ý kiến của ban cố vấn. Bản thân mình thấy là bốn từ này ghép thành câu chuyện nó cũng là một cách rất là thú vị đấy. Là một thử thách rất là căng thẳng với người chơi ha. Nhưng mà bây giờ thì thế này, ở cái từ ngọt lừ trong tình huống đó tôi cũng chấp nhận được. Nhưng mà ở đây mình chỉ có suy nghĩ về một cái từ, đó là từ lắp bắp. Lắp bắp là mấp máy miệng liên tục, nhưng mà nói những cái tiếng nó không có rõ lời. Dùng cái từ là tạm thời là nó dính vào nhau, nó kết vào nhau để không có nghe được rõ. Nếu mà tình huống ta dùng cái chữ mà hát lắp bắp á, thì chúng ta nên suy nghĩ thế này. Thật ra hát là một cái hành động nó cao cấp hơn nói, nên nó có kèm luôn cả cái thanh âm trong đó. Và đó là một cái âm thanh nó được du dương hoa kích lên. Mà bản thân đã nói lắp bắp rồi mà. Cho nên ở đây cái từ hát lắp bắp là một cái từ không có trúng. Và với lượt thi đầu tiên thì với câu chuyện của Ngọc Thanh Tâm, Hoàng Việt và Hạnh Thư thì đáp án của các bạn đã được ban cố vấn chấp nhận. Tuy nhiên, đáp án mà hồi nãy các bạn rất là trầm trồ vỗ tay của anh Hứa Minh Đạt thì với ban cố vấn cho rằng đó là một đáp án không phù hợp. Cho nên là anh Đạt sẽ bị trừ một điểm trong lượt này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lượt thứ hai. Xin mời cả bốn thành viên cùng bốc thăm. Và xin mời Ngọc Thanh Tâm. Dạ đây. 20 giây của bạn bắt đầu.
giây cuối cùng. Dạ, buồn bã. Và câu mở đầu trong câu chuyện này đó chính là con thuyền sẽ tới được bờ. Đây là câu nói mà chị Tường Vi luôn nghĩ đến mỗi khi chị Tường Vi buồn bã. Xin mời Hoàng Việt, 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Sau một hồi cực lực của em thì em điền tất cả các dấu luôn, hỏi sắc huyền ngã nặng em bỏ hết vào. Nhưng em thấy từ thanh thả là nó hợp lý nhất. Vậy theo bạn thanh thả có nghĩa gì? Nhẹ nhàng. Ung dung. Ung dung, dạ. Kiểu như là thoải mái với bản thân mình á. Bạn đã giải nghĩa đúng rồi. Nhưng mà bây giờ thì câu tiếp theo trong câu chuyện của Ngọc Thanh Tâm. Xin mời bạn. Mỗi khi chị Vi làm điều gì mình muốn thì hãy nhớ đến những cái câu thanh thả nhất. Xin mời bạn Hạnh Thư, 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Mọi người nhớ là mình đang có một câu chuyện và xung quanh về Vi nha. Có một nhân vật ở trong đó. 5 giây cuối cùng. Dạ, từ của em là đanh đá. Và xin mời bạn nối tiếp câu chuyện của Việt. Tuy chị Tường Vi tham gia phim hay đóng những vai đanh đá, nhưng mà thực ra là ngoài đời chị rất là dễ thương và đáng yêu. Chà. Xin mời anh Hứa Minh Đạt, 20 giây của anh bắt đầu. Giây cuối cùng. Và xin mời đáp án của anh. Đáp án của anh là từ tốn. Từ tốn. Và xin mời anh nối tiếp câu chuyện. Mặc dù Tường Vi được rất là nhiều người yêu thích, nhưng Tường Vi rất là từ tốn, luôn cố gắng vượt qua mọi sóng gió để sống với nghề càng tốt hơn. Sẽ cùng lắng nghe ý kiến của ban cố vấn xem ai sẽ là người được bảo toàn số điểm nhé. Cái thanh thả nó thể hiện một cái sự ung dung, cái sự nhẹ nhàng và không bận tâm điều gì hết. Cái này nó nghiêng về phía nó về cách sống, về lối sống. Như vậy thì ở đây nó không phù hợp để miêu tả về câu nói. Có một số cái từ nó đã lâu có không sử dụng, hoặc một số từ đã sử dụng mà sử dụng chưa đúng. Ví dụ chúng ta hay nói khuyến mại, mặc dù khuyến mãi mới là đúng. Từ này á, nó khó sử dụng. Cái việc các bạn dùng sai, nó là một cái cơ hội đấy, một kinh nghiệm để các bạn từ đó các bạn gia tăng thêm được vốn từ của mình. Còn cái trường hợp cái từ từ tốn cũng là một từ không phù hợp với cái ngữ cảnh đó. Tại vì từ tốn là cái từ đó diễn tả là thái độ chậm rãi, thái độ nhẹ nhàng, thông thả khi mà chúng ta làm hay chúng ta nói một điều gì đó. Thì ở đây nó không phù hợp với cái cách để chúng ta sử dụng trong cái ngữ cảnh này các bạn ha. Và với lượt thi thứ hai thì Ngọc Thanh Tâm và Hạnh Thư đã được ban cố vấn chấp nhận đáp án, cho nên là các bạn được bảo toàn số điểm. Còn với Hoàng Việt và anh Hứa Minh Đạt thì hai từ của chúng ta sử dụng không đúng ngữ cảnh, cho nên không được ban cố vấn ngôn ngữ chấp nhận. Cả hai bạn bị trừ một điểm.